phản ứng viêm lớp nông của da cấp tính hoặc mạn tính. Đây là một bệnh ngoài da phổ biến, chấm sản xuất công nghiệp và trong sinh hoạt. Càng sử dụng nhiều hóa chất thì bệnh càng tái diễn. Nguyên nhân gây bệnh rất phức tạp, triệu chứng đa dạng, có liên quan đến cơ chế miễn dịch dị ứng, yếu tố di truyền, làm ảnh hưởng đến nhiều người trong gia đình, dòng họ. Nên ngoài bệnh EZVEMA, người bệnh còn có thể bị thêm các bệnh dị ứng khác như viêm mũi dị ứng, chuyển, nhức nửa đầu và nguyên nhân bệnh EZVEMA. Nguyên nhân gây bệnh EZVEMA rất phức tạp, rất khó tìm được nguyên nhân chính. EZVEMA xảy ra trên một cơ địa đặc biệt, nghĩa là loại cơ thể dễ bị dị ứng với chất này hoặc chất khác mà người khác thì không bị ảnh hưởng gì. Chất gây dị ứng gọi là kháng nguyên dị ứng. Thông thường có hai loại nguyên nhân, sao nguyên nhân bên ngoài. Trong môi trường xung quanh có thể có nhiều tác nhân gây bệnh thuộc các yếu tố vật lý, hóa học, thực vật, ví dụ ánh sáng mặt trời, sâu bọt, thuốc uống, thuốc bôi và v.v. và hoặc có thể do hóa chất dùng trong gia đình như xà bông, xi măng, dầu mỡ, chất nhuộm, cao su, mỹ phẩm và v.v. và sao nguyên nhân bên trong phức tạp và khó xác định hơn như rối loạn thần kinh, xúc cảm mạnh, suy nghĩ lo âu, làm việc căng thẳng, rối loạn tiêu hóa, táo bón, viêm đại tràng, run sán, nội tiết có mang, tiền mãn kinh, tuổi và v.v. và trong cơ thể bệnh nhân có lưu hành những chất chuyển hóa dở dang, những chất đạm lạ cũng gây EZVEMA. Triệu chứng của bệnh EZVEMA, sao vị trí có thể gặp EZVEMA ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể, ở một chỗ, nhiều chỗ hoặc đối xứng, và thông thường bệnh điển hình trải qua những giai đoạn sau. Giai đoạn đỏ da lúc đầu là ngứa, sau đó nổi lên mảng da đỏ. Giai đoạn mụn tóc, những mụn nước đường kính khoảng 1-2 nổi dần dần trên mảng da đỏ. Mụn nước này rất nông, dễ vỡ, chảy ra chất dịch hơi dính và tanh. Giai đoạn này dễ bị nhiễm trùng, làm sưng tấy đỏ lên, đau nhức và kèm theo sưng hạch ở gần đó. Đây là giai đoạn cấp tính, giai đoạn nóng vảy, nóng mày do những mụn nước vỡ ra tạo thành lớp mày. Giai đoạn này gọi là bán cấp, giai đoạn hóa thành cổ trâu, lúc này xương tồn trở nên mày cổ, chấm màu, ngứa đai nặng từng đợt. Giai đoạn này gọi là mạn tính, người ta chia thành 4 giai đoạn như vậy để thấy rõ chuyển biến, có khi giai đoạn này lẫn vào giai đoạn khác, hoặc có khi chỉ trải qua 3 giai đoạn mà không đến giai đoạn 4 và sau đó bệnh EZVEMA lành, không thể trải dấu bệnh EZVEMA, có nhiều hình thể tùy theo giai đoạn như sao tràn dạng nấm, thương tổn khu trú ở chân, màu đỏ chấm, trên có mụn nước lấm tấm, sao tràn dạng viêm quầng EZVEMA-ELISIELATOIDE, thương tổn khu trú ở mặt, sưng đỏ mi mắt, sao tràn tổ địa, bệnh tổ địa, thương tổn khu trú ở địa ngón tay, ngón chân, có khe cả lòng bàn tay, bàn chân, mụn nước từ sâu đội mặt ra, rất ngứa, sao tràn vảy mảng, thương tổn thường khu trú ở khi dưới vảy to thành mảng, dưới vảy màu đỏ chảy nước vàng, diễn biến đai vẳng, sao tràn rừng CORNE, thương tổn khu trú ở lòng bàn tay, chân, vảy dày trắng, nứt nẻ, sưng đau, dưới vảy có mụn nước, sao tràn thể đồng tu, có hình tròn hoặc hầu lục màu đỏ hồng, trên có mụn nước vảy tiết thỏi từ giữa khu trú ở các chi, biến chứng bệnh
E-T-Z-E-M-A, sao thành cổ trâu, dày da, bóng, màu, nâu, xám, sao tràn, chốc, hóa, I-M-T-E-T-I-D-I-N-I-S-E-G, nhiễm, quấn, phụ, ngoài, mụn, nước, kèn, theo, bọc, nước, có, mù. Điều trị bệnh bằng y học cổ truyền tại tỉnh Cà Mau. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh nêu trên, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ phản ứng hay dị ứng thuốc. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh đang được.